Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn tự truyện Không gục ngã của nhà văn Nguyễn Bích Lan. Phần 1, mục 14 nhỏ, Nick Music, tôi và cuộc sống không giới hạn. Tháng 8 năm 2011, khi tôi vừa trải qua một đợt khủng hoảng sức khỏe với những cơn mệt kéo dài suốt 6 tháng và đang chuẩn bị bắt tay vào dịch một tập truyện ngắn của đại văn hào Tagore, thì giám đốc công ty văn hóa và sáng tạo Chí Việt First News gọi điện mời tôi dịch cuốn tự truyện của diễn giả người Úc Nick Vujicic. Trước đó, tôi đã biết về Nick Vujicic qua những đoạn video được đăng tải trên YouTube và vô cùng cảm phục nghị lực vượt khó của chàng trai này. Tôi tin rằng, hơn lúc nào hết, câu chuyện về tấm gương vượt khó phi thường của một chàng trai trẻ như Nick cần được nhân rộng trong xã hội của chúng ta, khi mà suy nghĩ và hành động của không ít bạn trẻ hiện nay đã và đang bị ảnh hưởng bởi lối sống thực dụng và xu hướng yêu chuộng vẻ hào nhoáng bề ngoài mà xem nhẹ những giá trị cốt lõi, sâu sắc và bền vững của cuộc sống. Tôi cũng tin rằng tấm gương vượt khó của Nick Vujicic sẽ góp phần khích lệ những người kém may mắn vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn tới những ngày tốt đẹp hơn. Dịch một cuốn tự truyện nghĩa là lần theo những trang sách để kể lại câu chuyện cuộc đời của tác giả bằng một ngôn ngữ khác. Ngay từ khi bắt tay vào dịch những trang đầu của cuốn sách này, tôi đã biết mình không chỉ đang làm công việc thuần túy của một dịch giả mà đang đặt mình vào cuộc sống của Nick Vujicic để kể lại những trải nghiệm, những cảm xúc, những vui buồn mà anh đã trải qua. Cuộc đời của Nick ngay từ những giây đầu tiên đã vô cùng đặc biệt, khác lạ và đầy thách thức. Sinh ra ở Australia, từ khi lọt lòng mẹ, Nick Vujicic đã khuyết thiếu tứ chi, chỉ có một mẩu bàn chân trái với hai ngón chân dị dạng. Mẹ của anh vì quá thất vọng, đau buồn, hoảng sợ đã từ chối bế đứa con đầu lòng của mình. Còn bố anh thì ngồi chết lặng trong hành lang bệnh viện sau khi ông phát hiện ra con mình không có tay. Khi ông hỏi bác sĩ, con trai tôi không có tay phải không bác sĩ? Câu trả lời mà ông nhận được là, tôi rất tiếc phải nói rằng con trai anh không chỉ có không có tay mà còn không có chân nữa. Sự thật nghiện ngã đó đã khiến người cha bàng hoàng. 13 tuổi, khi đã được bù đắp bằng tình yêu vô bờ bến của cha mẹ, nghe kể về những giây phút đầu đời không được mẹ ôm ấp, Nick vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng. Một người không có chân tay thì sống thế nào? Hơn một tuổi, Nick đã tập tì chán vào tường để dựng người dậy từ tư thế nằm. Mỗi ngày của anh là một loạt những cuộc vật lộn để thích nghi với hoàn cảnh. Anh luyện tập đến chai thịt bầm da tứa máu để có thể làm được những việc đơn giản mà người bình thường không cần phải cố gắng chút nào cũng có thể thực hiện được. Sự cứng cỏi của Nick không tránh được cho anh nỗi buồn khi anh đến tuổi cắp sách tới trường. Ở trường, Nick luôn bị trêu chọc, bị gọi là quái nhân, bị xa lánh. Trong giờ ra chơi, Nick thường giấu mình trong các bụi cây hoặc trốn trong phòng học bị bỏ trống để khỏi bị trêu chọc. Cảm giác cô đơn, buồn khổ, bất an và chán nản đã đẩy Nick đến quyết định tự vẫn năm anh 8 tuổi. Anh đã để cho người mình chìm trong bồn tắm, đã buông xuôi tất cả. Nhưng rồi nghĩ đến gánh nặng tinh thần của cha mẹ và các em mình có thể sẽ phải mang trong suốt cuộc đời họ, Nick lại chộp lấy sự sống ở những giây cuối cùng. Một con người với khuyết tật bẩm sinh nặng nề như Nick, vượt qua sự thất vọng, mặc cảm và khó khăn chồng chất để tồn tại được đã là một điều đáng ngạc nhiên. Ấy vậy mà Nick không chỉ tồn tại, anh đã sống một cuộc sống ý nghĩa nhất của một con người, một cuộc sống không giới hạn. Không chỉ có thể tự lo cho bản thân, anh còn làm được tất cả mọi việc mà những người có đầy đủ chân tay có thể làm. Anh có thể bơi, đá bóng, nhảy cầu, lướt sóng. 23 tuổi, Nick tốt nghiệp đại học với tấm bằng kép về kế toán và hoạch định tài chính. Ở tuổi 29, anh sở hữu một công ty riêng tại California, Mỹ, trở thành một nhà kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Và còn hơn thế, anh là một nhà truyền giáo, một diễn giả nổi tiếng thế giới, từng diễn thuyết trước hàng triệu người. Nick đã đến những vùng nghèo khó nhất của Ai Cập, Nam Phi, Haiti, Indonesia,
nói chuyện để khích lệ những người dân ở những nơi đó vượt qua khó khăn. Anh từng đến các nhà chứa ở Bombay, Ấn Độ để khuyên những người phụ nữ bất hạnh ở đó tìm đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ở bất cứ nơi đâu, Nick cũng khiến mọi người xúc động. Chỉ cần thấy nụ cười của anh, những người đang gặp khó khăn đã cảm thấy như tìm thấy niềm hy vọng. Bởi một người như anh vẫn có thể vượt lên hoàn cảnh để sống hạnh phúc, sống có ích, thì tại sao họ lại không thể? Khi dịch cuốn tự truyện của Nick Vujicic, nhiều lần tôi thấy nước mắt mình rơi trên những trang sách. Tôi thấm thía sâu sắc sự quý giá về tinh thần, lòng nhân ái, sự phi thường về trí tuệ, ý chí của anh. Tôi đã trải qua nhiều điều Nick đã trải qua. Tôi vẫn tin rằng trong khó khăn luôn có những cơ hội và tôi đã sống với niềm tin đó trong 23 năm đấu tranh với căn bệnh nan y. Có những điều Nick nói đến tôi đã biết, đã sống, nhưng cũng có những điều chính anh đã mở mắt cho tôi. Chẳng hạn như cách làm cho bản thân mình được vui, ý thức tìm đến những người đồng cảnh để trở thành niềm vui đối với họ. Ngay đối với tôi, người được coi là vượt khó thành công mà còn cảm thấy biết ơn Nick, thì bạn đọc bình thường, những bạn đọc đang âm thầm vật lộn với những khó khăn của mình sẽ cảm thấy được tác động, được khích lệ đến mức nào. Tôi không chỉ dịch tự truyện của Nick mà còn dịch phụ đề cho các video clip của anh. Trong những ngày thực hiện việc đó, Nick Vujicic trở thành nhân vật được cả gia đình tôi quan tâm. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nói về Nick, về những gì anh đã vượt qua và làm được. Con người Nick dù chỉ xuất hiện trong các video chứ không xuất hiện trước chúng tôi bằng xương bằng thịt cũng toát lên sự ấm áp, gần gũi. Đứa cháu trai mới 2 tuổi rưỡi của tôi đặc biệt thích xem những video của Nick. Mỗi khi nghe ai đó trong nhà nhắc đến Nick, rất tự nhiên cháu tôi quỳ xuống đi theo cách Nick di chuyển, vừa đi vừa cười và nói bằng giọng đầy vui thích: "Chú Nick, chú Nick." Đúng vào thời điểm tôi hoàn thành cả bản dịch cuốn tự truyện lẫn phần dịch phụ đề cho các video của Nick, tôi được biết một tin khiến tôi vô cùng vui mừng. Nick Vujicic đã kết hôn. Vị hôn thê của anh tên là Kanaya. Họ gặp nhau lần đầu vào tháng 4 năm 2010 tại Dallas trong một sự kiện tôn giáo. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hai người đã cảm thấy có sự kết nối đặc biệt giữa họ. Dù sau đó họ không thường xuyên gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp mặt, cảm xúc của họ dành cho nhau lại dâng trào. 4 tháng sau, họ bắt đầu hẹn hò và gần 1 năm sau nữa, Nick chính thức cầu hôn Kanaya. Họ tổ chức đám cưới vào đầu tháng 2 năm 2012. Qua những bức ảnh về đám cưới của Nick Vujicic được đưa lên mạng Internet, tôi có thể thấy người bạn đời của Nick là một cô gái trẻ trung, khỏe mạnh và xinh đẹp. Dù không đọc được thông tin về cô gái, tôi dám chắc rằng đó là một phụ nữ phi thường. Yêu một người như Nick Vujicic nghĩa là biết yêu một tâm hồn ấm áp, giàu tình cảm, yêu cái đẹp đích thực, lâu bền và đáng trân trọng nhất của con người. Nhưng tự nguyện làm bạn đời của Nick Vujicic cũng có nghĩa là tự nguyện chia sẻ với anh vô vàn khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của một người không chân không tay, chia sẻ những ước vọng, những sứ mệnh cao đẹp đòi hỏi sự nỗ lực phi thường của anh. Nhìn Nick hạnh phúc bên cô dâu, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả. Đó là niềm hạnh phúc khi bạn đã thấu hiểu được những khó khăn, những mất mát của một con người và giờ được thấy người đó được hưởng hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc khi bạn được thấy một người mà bạn nghĩ đáng được hưởng hạnh phúc, đang được hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc khi bạn được thấy bằng chứng rõ ràng nhất về kết quả mỹ mãn của ý chí vươn lên trong cuộc sống, sự rộng mở, giàu có, ấm áp của trái tim, sự quyết tâm và tự tin trên con đường đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống. Ngắm những bức ảnh cưới của Nick, tôi càng hiểu rõ tại sao anh lại đặt tựa đề của cuốn tự truyện của anh là cuộc sống không giới hạn. Bằng chính cuộc sống của mình, Nick đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cuộc sống này không có giới hạn nào ngoài những giới hạn mà chúng ta tự đặt ra cho chính mình. Rằng ai cũng có thể sống hạnh phúc nếu người đó có đủ ý chí, đủ nghị lực và đủ tình yêu dành cho cuộc sống. Đọc những gì tôi đã viết trong cuốn tự truyện này, bạn có thể nghĩ rằng tôi đã vượt qua những thách thức to lớn đến mức ấy, đã gây dựng được sự nghiệp, tạo được thành công đáng kể cho mình trong hoàn cảnh tưởng chừng như vô vọng.
Vậy nên sẽ không có thách thức nào trong tương lai có thể khiến tôi gục ngã. Tôi cũng mong muốn mình đủ mạnh mẽ để không đầu hàng trước bất cứ khó khăn nào đang đợi tôi ở phía trước. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta khó đoán được những điều gì sẽ đến với mình trong tương lai. Cũng như các bạn, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình trong một năm tới, trong 5 năm hay 10 năm tới. Nhưng từ những gì tôi tích lũy được qua hành trình sống của mình, tôi dám chắc một điều rằng, dù khó khăn thách thức nào sẽ xảy đến với tôi trong tương lai, tôi cũng sẽ đối mặt với nó bằng sự can đảm và sẽ cố gắng hết sức để vượt qua. Trong nhiều hoàn cảnh, bản thân sự cố gắng hết sức còn quan trọng hơn kết quả của sự cố gắng. Chỉ cần cố gắng hết sức, vậy là đủ. Tinh thần vượt khó, kinh nghiệm và kỹ năng vượt khó sẽ giúp bạn thoát khỏi sự phụ thuộc vào may rủi. Nếu như cuộc sống của bạn thường xuyên có những thách thức, tôi tin rằng không ai sống mà lại không phải đối mặt với những thách thức. Và bạn chỉ trông chờ vào sự may mắn giúp bạn thoát khỏi những khó khăn thì may mắn không phải lúc nào cũng xảy ra. May mắn ở bên ngoài bản thân bạn và bạn không thể điều khiển được sự may mắn. Nếu trong thách thức bạn ngồi chờ sự may mắn thì may mắn có thể sẽ không đến. Nhưng nếu bạn có trong tay những chìa khóa vượt khó, bạn sẽ ở thế chủ động và có thể tự quyết định được kết quả của cuộc đấu tranh trước khó khăn thách thức. Những chìa khóa vượt khó quan trọng và cần thiết nhất của mỗi người chính là ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm, sự kiên nhẫn, niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai. Nick Buzik, tôi và những người vượt khó thành công khác cũng như các bạn không phải là những người thích đương đầu với thách thức. Trong cuộc sống, chẳng ai muốn mình gặp phải những gian khó. Nhưng đã là một con người sống trong cuộc đời, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc như thế. Đã không thể tránh khỏi thì tốt hơn hết, chúng ta chấp nhận thách thức như một phần của cuộc sống và cố gắng hết mình để vượt qua. Nếu bạn đã nghe kể nhiều về những câu chuyện vượt khó như chuyện của tôi và chuyện của Nick, bạn sẽ thấy những người vượt khó thành công có chung một cách nhìn. Xem thách thức là cơ hội. Hay nói cách khác, chúng tôi luôn tìm thấy cơ hội trong thách thức mà mình đang phải đối mặt. Nick Buzik không có chân, không có tay. Anh không chọn cái hoàn cảnh khó khăn đó cho mình. Không ai muốn lựa chọn cái hoàn cảnh đó cho mình cả. Nhưng Nick không cố thay đổi điều anh không thể thay đổi được. Anh cũng không khoanh tay ngồi đợi Thượng Đế ban phép màu khiến anh có được tay chân như người bình thường. Thay vì trông chờ vào những yếu tố may mắn từ bên ngoài, Nick tự mình tìm ra lợi thế của hoàn cảnh mà anh đang sống và tận dụng nó cho những việc hữu ích. Anh phát biểu rằng vì anh không có chân, không có tay mà anh có được lợi thế lớn khi anh xuất hiện trước đám đông với tư cách một diễn giả. Thời buổi này, không dễ khiến một đám đông hàng nghìn người lắng nghe một bài diễn thuyết, càng không dễ khiến người khác tin vào những điều bạn nói nếu chúng không được chứng minh bằng những ví dụ, những hành động cụ thể. Nick cho biết rằng chỉ cần nhìn thấy anh, mọi người đều hình dung được những khó khăn, thách thức mà anh phải đối mặt hàng ngày và họ tin những gì anh nói. Nick cũng cho rằng vì anh không có chân, không có tay và vì anh phải đối mặt với vô vàn thách thức trong cuộc sống nên anh có cơ hội hiểu được những khó khăn của người khác, dễ thông cảm sẻ chia với họ hơn và cũng vì thế mà cuộc sống của anh rộng mở, đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Về phần tôi, khó khăn và thách thức luôn là nguồn thúc đẩy lòng quyết tâm, ý chí và khả năng tìm tòi sáng tạo. 23 năm trước, căn bệnh nan y khởi phát đã cắt đứt đường đến trường của tôi. Nhưng chính cái hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, sự thiệt thòi ấy đã thôi thúc tôi tự học tiếng Anh cho bằng được. Cũng chính vì tôi chỉ có thể quanh quẩn giữa bốn bức tường mà tôi tìm thấy cơ hội trở thành cô giáo của hơn 100 học trò. Để rồi mỗi học trò là một mối dây yêu thương gắn kết tôi với cuộc sống. Năm 2000, sau khi biết mình bị mắc bệnh tim và không thể tiếp tục dạy học, tôi đã tìm thấy trong biến cố đó cơ hội để đến với văn học để trở thành một dịch giả. Và 4 năm sau đó, khi những khó khăn nảy sinh từ việc nước ta ký công ước Bern để bảo hộ bản quyền đã thúc đẩy tôi tìm ra cơ hội tạo sự chủ động cho công việc dịch của mình bằng cách tự tìm sách, tự liên hệ với các tác giả và làm cầu nối giữa họ với các nhà xuất bản của nước ta. Những khó khăn, thách thức không nhỏ trong cuộc sống của mình cũng mang đến cho tôi cơ hội hiểu được tình yêu của gia đình dành cho tôi lớn lao biết nhường nào.
Đó cũng là cơ hội để nhận ra rằng trong cuộc đời này có rất nhiều người biết yêu thương, biết chia sẻ, biết sống đẹp. Nick Vujic cho rằng, những thử thách bạn gặp trong cuộc sống có ý nghĩa nhất định, mọi thách thức xảy ra trong cuộc sống đều vì điều tốt đẹp. Theo Nick, Thượng Đế đặt ra những thách thức trên con đường đời của bạn để bạn vượt qua, để bạn tìm ra lẽ sống của mình, tìm ra con đường sống đẹp. Vì thế, nếu bạn bỗng nhiên gặp phải một thách thức, bạn hãy tin rằng sự tồn tại của cái thách thức mà bạn đang phải đối mặt có lý do của nó và luôn có cơ hội tiềm ẩn trong thách thức đó. Bạn không cần oán trách số phận, không cần oán trách bản thân hay nguyền rủa cái thách thức đang xảy ra với mình. Thay vì thế, bạn hãy tìm kiếm các cơ hội trong thách thức đó, nắm bắt nó để thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cuộc sống. Tôi, Nick và những người đang hàng ngày vượt khó khăn dám khẳng định rằng niềm vui của việc vượt qua thách thức đáng để bạn cố gắng, bởi vì vượt qua được những thách thức ấy, bạn sẽ thấy cuộc sống, sự tồn tại của mình có ý nghĩa hơn và bạn sẽ yêu đời hơn. Cảm giác yêu đời đó đáng để bạn cố gắng, bởi vì nó là cái mà tôi cho rằng nhiều người trong cuộc sống hiện đại cần phải kiếm tìm và đang kiếm tìm. Cách đây khoảng 2 tháng, tôi bất ngờ nghe được tâm sự của một thanh niên 25 tuổi. Cậu ấy là người tôi biết từ bé, một người luôn vui vẻ và thường làm người khác vui lây. Vậy mà bỗng dưng, cậu nói với tôi rằng cậu mất hết hứng thú với tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Công việc cậu không muốn làm, chuyện yêu đương cậu không muốn nghĩ đến, ngay cả cái môn bóng đá mà cậu say mê, giờ đây cũng không khiến cậu quan tâm. Lòng yêu đời của cậu đã trốn đi đâu khi cậu vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, khi bầu nhiệt huyết tuổi trẻ lẽ ra phải tràn đầy. Có người mẹ bỗng nhiên rơi vào tâm trạng chán nản đến mức quên cả việc cho đứa con thơ đang khát sữa của mình bú. Có người sau một chấn động về tinh thần tự giam mình trong nhà tù của im lặng, từ chối nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả những người ruột thịt, những người bạn thân. Có những người khi mất hết lòng yêu đời đã tìm đến cái chết. Ai mà biết trước được một lúc nào đó lòng yêu đời trong bạn sẽ biến mất. Để phòng ngừa việc đó, cách hữu hiệu nhất là không ngừng làm sâu sắc thêm nhận thức về ý nghĩa của sự tồn tại của bạn trên đời này bằng chính cách sống tích cực, bằng việc luôn chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những thách thức, những biến cố. Nếu bạn xác định rằng cuộc sống bao giờ cũng tiềm ẩn những thách thức dành cho tất cả mọi người, không trừ một ai, thì bạn sẽ không quá bất ngờ khi thách thức xảy ra với mình. Nếu như đứng trước một thách thức, chúng ta không phí thời gian và tâm trí truy cứu ai, cái gì đã gây ra thách thức cho ta, không uổng phí thời gian vào việc oán trách đối tượng khác, mà hoàn toàn tập trung vào việc quan trọng nhất là tìm mọi cách để vượt qua được thách thức, thì khả năng vượt qua thách thức là rất lớn. Quan trọng hơn cả tinh thần chấp nhận thách thức là quyết tâm vượt qua thách thức. Trước một mất mát lớn, bạn thấy mình suy sụp và dường như đã mất tất cả. Nhưng một người dù mất mát lớn đến thế nào cũng không mất tất cả, vì ít nhất người đó vẫn còn đang sống. Tôi đã đọc ở đâu đó câu chuyện kể về một người đàn ông mất vợ và 4 đứa con, mất tất cả nhà cửa và của cải trong một trận động đất. Vào thời điểm sự mất mát khủng khiếp đó xảy ra, bản thân ông và những người khác nghĩ rằng ông đã mất tất cả. Nhưng rồi người đàn ông ấy đã gượng dậy với ý thức rằng mình còn sống. Ông biến nỗi đau mất mát thành sức mạnh để sẻ chia, giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất trong vai trò tình nguyện viên. Và chính điều này đã giúp ông gây dựng lại tình yêu với cuộc sống. Tôi và Nick Vujic không phải đối mặt với những mất mát khủng khiếp như người đàn ông ấy, nhưng chúng tôi đều đã từng có những lúc cảm thấy rằng thách thức mà mình phải đương đầu lớn đến mức không thể vượt qua. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đều nhận ra rằng chỉ cần mình còn sống là còn cơ hội vượt qua thách thức, vươn tới những ngày tốt đẹp hơn. Con người không phải là những chiến binh bất khả chiến bại trong những cuộc đấu tranh với những thách thức đặt ra trong quá trình tồn tại của mình. Nhưng trước những khó khăn và thách thức, mỗi người luôn có ít nhất 2 lựa chọn. Một là đầu hàng, 2 là đấu tranh vượt qua thách thức bằng tất cả nỗ lực của bản thân. Tôi và Nick Vujic đã lựa chọn điều thứ 2. Và bây giờ, khi nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình.